Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Và sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật tin tức về ô tô mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Không lâu sau khi Suzuki Ertiga và XL7 2020 ra mắt, bộ đôi đối thủ tương ứng là Mitsubishi Xpander và Xpander Cross mới đây đã được các đại lý đặt cọc. Mẫu crossover MPV này khiến rất nhiều khách hàng háo hức chờ đợi bởi đã từng được bắt gặp chạy thử nghiệm tại Việt Nam cách đây hơn 2 tháng. Những lô xe lớn đã cập cảng, người bán cho biết sẽ được thông quan và có sẵn trong kho, chỉ chờ ngày ra mắt. Hãy cùng với Bika TV tìm hiểu chi tiết. Theo thông tin từ phía đại lý, những chiếc Mitsubishi Xpander 2020 đầu tiên sẽ được bán ra thị trường vào đầu tháng 6 tới đây. Giá xe chưa được hé lộ nhưng được dự đoán sẽ khá cạnh tranh bởi có khả năng phiên bản Xpander AT số tự động được lắp ráp trong nước, bản Xpander MT vẫn sẽ là xe nhập khẩu từ Indonesia. Trước đó, Liên doanh Nhật Bản đã từng công bố lắp ráp mẫu MPV này từ tháng 5 năm 2020. Khách hàng đặt cọc sớm sẽ được giao xe sớm và có ưu đãi, có thể là gói quà tặng hoặc giảm giá. Chi tiết ưu đãi được công bố khi xe ra mắt. Đại lý tôi đang có kế hoạch tặng bảo hiểm vật chất cho những khách đặt xe đầu tiên. Một tư vấn bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong lần xuất hiện này, Mitsubishi Xpander sẽ là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Nếu giống như tại một số quốc gia trong khu vực, mẫu crossover MPV Nhật sẽ bổ sung một số trang bị, đồng thời thiết kế có một chút thay đổi. Người bán tiết lộ Mitsubishi Xpander mới sẽ sở hữu đèn chiếu sáng LED, vành kiểu mới, anten vây cá mập hay ghế da chính hãng. Một vài chi tiết nhỏ được trau chuốt lại trong thiết kế khi tổng thể không thay đổi. Các tính năng khác trên xe vẫn giữ nguyên. Nếu đúng như vậy, Mitsubishi Xpander lại tiếp tục áp đảo Suzuki Ertiga về trang bị, mặc dù mẫu xe đối thủ vừa được nâng cấp một số tính năng đáng giá như hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Điểm hơn của Xpander là hệ thống đèn chiếu sáng LED, nội thất cao cấp hơn, tính năng ga tự động, cruiser control. Ngoài ra, Xpander còn có lợi thế về nguồn cung nếu như mẫu xe này được lắp ráp trong nước. Hiện tại Ertiga và cả XL7 đều khan hàng bởi nhà máy tại Indonesia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việc nhanh chóng đáp trả Suzuki cho thấy Mitsubishi đang quyết tâm giữ vững vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam. Hiện Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, doanh số 4 tháng đầu năm 2020 của mẫu xe này 3.381 xe, bỏ xa Toyota Innova 1.900 xe, Suzuki Ertiga 519 xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để ủng hộ và cập nhật những tin tức về ô tô mới nhất nhé. Hãy để lại ý kiến của các bạn thông qua phần bình luận trong video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.